Bão số 3 giật cấp 11 tiến gần Biển Đông, biển động rất mạnh. Dự báo thời tiết ngày hôm nay, 23 tháng 8, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 12, biển động mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 1 giờ ngày 23 tháng 8, vị trí tâm bão Maon ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 123,0 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-88 km/h và giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 1 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon, Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-88 km/h, giật cấp 12. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 23 tháng 8, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4-6 mét, biển động rất mạnh. Cả bão cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Cũng theo cơ quan khí tượng, hôm nay các tỉnh thành Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất trên 35 độ C. Tuy nhiên, lúc chiều tối và đêm vẫn có thể xảy ra mưa rào và dông, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Mưa ở khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Hà Nội ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 26-28, cao nhất 33-35, có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 20-23, cao nhất 28-31. Nam Bộ gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23-26, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.